Ready for orders. À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Athela. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Vương quốc Langoba. Nếu các bạn đọc lịch sử ấy thì ngày nay cái vùng thủ phủ của nước Ý ở vùng thủ phủ cái vùng mà Lang có một cái vùng đất mà thủ phủ của cái vùng đấy là thành phố Milan của nước Ý. Đó là cái vùng Langoba. Đấy là một cái di sản cuối cùng của cái bộ tộc này đã ghi ấn dấu ấn lại khi nó họ hành quân cái thời gian mà họ đã kiểm soát được cái nước Ý. Đấy là thời kỳ huy hoàng nhất của Langoba. Vâng. Ở tập trước thì mình đã nói chung là đã tiến quân xuống phía nam và đã kiểm soát được thêm một số cái vùng đất ở đây. Nói chung là cũng có thể nói là ổn đấy. Bây giờ thì mình sẽ xem qua xem nào. Ồ, cái vùng này được cộng 5 vệ sinh dịch tễ này. Cái thằng đô đốc này tuyệt đấy. Thế thì có thể mình sẽ ưu tiên mình sẽ xây cái công trình trung tâm, thêm một cái công trình trung tâm thị trấn nữa để có thêm tiền nữa. Bây giờ chúng ta khá nghèo. Vệ sinh thì có thể mình sẽ xây sau, bởi vì bây giờ vấn đề vệ sinh của chúng ta được cộng khá nhiều. Sao lại có một nữa nào? Cộng 5 rồi chứ. Hay là lượt sau mới có nhỉ? Bị phạt cái gì đấy? Chắc lượt sau mình mới up cái đấy à? Vùng này cũng vậy, xem cái thằng tướng quản lý này. Đây này, cái này rất quan trọng này, các bạn thấy không? Tăng phần trăm thu nhập từ biển thủ thành công rồi. Mấy cái đấy thì mình nghĩ không cần lắm đâu, như cái này này. Bạn sẽ tốn rất nhiều cái vấn đề về trị an và vệ sinh cho một vùng đúng không? Bây giờ mà bạn có cái công trình này thì rất là tuyệt luôn. Đây. Đấy, nó sẽ giảm thiểu vấn đề vệ sinh của các bạn xuống. Bạn sẽ không phải lo nhiều lắm nữa. Đấy. Nhưng mà có điều là có hai cái, thêm một cái nữa tốt nhỉ. Thôi, để xem tình hình. Chúng ta sẽ cố gắng bổ nhiệm cao nhất các tướng lĩnh của chúng ta. Hết rồi. Thôi qua lượt đã. Bây giờ chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian khá là tĩnh để phát triển quân. Mình cần ổn định mấy cái vùng đất này đã. Phía Bắc thì có thể gọi là tạm ổn nhưng mà mình cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng có thể gọi là tạm ổn. Bởi vì phía Bắc thì phần lớn là các cái nước nó thân thiện với mình. Nhưng mà mấy anh Viking và mấy anh Anglo-Saxon chắc sắp đánh nhau rồi nên là mình thấy cái điểm ngoại giao của bọn chúng nó đang giảm rất mạnh. Khả năng cao chúng nó sắp đánh nhau. Đây, mình có thể nhìn thấy điều đó. Các bạn nhìn nhá, một chút xíu các bạn nhìn này. Ví dụ như mấy thằng này này, nó đang rất đỏ với thanh niên này. Thì mình không chắc lắm đâu, nhưng mà chắc là sẽ đánh nhau. Ngoài ra cái thằng đệ này của mình này, nó đang rất rất không ưa mấy bọn xung quanh này. Vấn đề là chiến tranh vào lúc nào thì mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình ngoại giao của nó như thế này thì rất có thể sẽ có chiến tranh. Nhưng mà mình thì bây giờ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến nào cả. Đấy. Tuy là chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến nào, nhưng mình cũng vẫn phải có một cái lực lượng đủ để khả năng đề phòng, chứ không thể bỏ qua được. Đấy, thái tử của chúng ta chỉ số khá là tốt các bạn ạ. Đây này, trung thành được ủng hộ này. Đấy, lấy được cô vợ hung nô phát là ngọt ngay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp tiếp vào các cái công trình nhánh dân sự đã. Bây giờ thì xây tiếp cái đấy, được cộng 6 vệ sinh dịch tễ rồi. Công trình tôn giáo lên nữa, nâng cấp ruộng đây này. Đấy, vùng này mọi thứ lại tốt rồi, trị an vệ sinh 1. Vùng này đấy, nó được hỗ trợ lên ngay. Có thể mình sẽ cần đến cái quân đoàn này xuống phía nam đấy nhỉ. Chứ đứng ở phía bắc này thì cũng hơi phí. Nhưng mà thằng này nó cứ đứng ở đất của mình như này, mình ngại không dám đi đâu. Về lý thuyết thì có một quân đoàn đóng ở đây nhưng mà không chắc chắn lắm đâu. Mình nghĩ là mình cứ phải rút thêm một quân đoàn về đây.
Vùng đất này của nó thì cứ để nó sửa chữa xem tình hình nào. Ôi nó cũng chả sửa được. Tan hoang. Nó còn một tỉnh nữa ở đâu nhỉ? Mình tranh thủ cái giai đoạn hòa bình này để phát triển kinh tế một tí để cho lưng cái vùng mà mình vừa kiểm soát được này nó lên các cái thành của nó lên cấp 2 đó. Thì cái khả năng phòng thủ nó mới tốt lên được. Chứ không thì cũng hơi khó. Phương Bắc thì không chắc chắn lắm. Nói chung để mà bây giờ bọn phương Bắc mà đánh được vào đất của mình thì nó hơi khó. Khi mà cảng biển mình có một quân đoàn đóng, cái thứ hai là cái thằng đệ của mình nó xây cái đồn gác ở ngay cạnh nhá, nó có một phun một quân đoàn đóng thì gần như bọn chúng nó khó đánh vào đấy lắm. Nhưng còn những cái khu vực khác thì mình đang hơi băn khoăn. Thanh kiếm mất cấp. Bổ nhiệm mấy thanh niên này bị hết nhiệm kỳ à? Hết nhiệm kỳ thì anh lại bổ nhiệm tiếp. Rồi. Cái mức độ kiểm soát của chúng ta cũng là khá tốt. Thanh kiếm bị mất cấp. Gọi cả hai xuống và đàm phán xét kẻ gói tội. Cho thợ rèn đúc một cái kiếm mới. Ui xa. Mất rồi thì đúc mới. Phán trả sử thì nó cũng làm được ra cái kiếm nào nữa đâu. Đây chúng ta sẽ nâng cấp các cái vùng phủ lên đã. Hiện tại chúng ta đã có gỗ rồi đúng không? Tự chủ được nguồn gỗ. Mình còn thiếu sắt nữa. Đây. Sắt. Một trong những cái tài nguyên rất quan trọng để phát triển. Chẳng có gỗ. Mấy anh vùng nô này anh cứ đứng ở đây này chết mình. Xem đi chỗ khác kiếm ăn của em cái. Thằng đế quốc Đông La Mã nó hạng 1. Chắc thằng Sassanid hạng 2, mình hạng 3 rồi. Hung Nô hạng 4 à? Đúng rồi. Hung Nô thì khá thân với mình. Có tí thông gia một phát là mình đang siêu cường trừ điểm rồi. Hành động chống lại quân Ly Khai. Hành động chống lại Vandan. Chiến tranh với Alan. Chiến tranh với Vandan. Hành động quân sự chống lại Ilia. Hôn nhân với Hung Nô, chiến tranh với Đông Tây La Mã, những hiệp ước xâm phạm chống lại, chiến tranh với quân Ly Khai La Mã. Đi. Thôi được rồi. Nói chung là mình vẫn còn chiến tranh với mấy thằng đấy thì Hung Nô nó vẫn còn thân với mình. The goddess blesses you. How can I help? Mấy ông thống đốc này mình phải xem có cái skill gì tốt hơn một tí. Tỷ lệ thuế suất này, tỷ lệ nghiên cứu cho phát triển dân sự này. Đấy. Ảnh hưởng tôn giáo cho vùng và địa phương. Đi xây dựng. Có lẽ là nên dành cho cái vùng này. Thống đốc ở vùng này à. Cái này thì không cần. Trừ 10%
khi vây hãm lực lượng chỉ huy, khi bị vây hãm và bị vây hãm và bị vây hãm à? Sĩ khí khi phòng thủ này. Ready for orders for the tribe. Mấy thằng kia nó ở đâu nhỉ? Mình đang rất cần tìm hiểu xem chúng nó đang ở đâu. Mình đang cần tuyển mấy thằng spy đã. Đang xây dựng cái công trình ở đây lên để có spy. Đây. Mấy anh nô anh chưa di chuyển ra khỏi đất của mình nhỉ? Ra khỏi đất của mình phát là mình phát triển được lên ngay. Tạm thời giờ thì phanh. Nói chung thì cái giai đoạn là phát triển lãnh thổ ban đầu thì mình cũng đã đến một cái mức nhất định rồi. Đến giờ này thì mình nghĩ là mình cũng không cần phải phát triển quá thêm nữa. Mình sẽ ổn định một chút cái lãnh thổ mình kiểm soát được và tích thêm một ít tiền trước khi phát động các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ mới để mình có tiền để sửa chữa các cái vùng đất đó, nếu không nó sẽ nổi loạn. Các bạn cũng biết rồi đúng không? Bạn chiếm một cái vùng đất mà bạn không sửa chữa được thì nó dễ nổi loạn. An offer of peace from us should not be spurned. Now, what say you? Đòi là tí tiền này. Xem nó chịu không? Ôi dồi, 1500 nó có chịu đấy. Mình đang nghèo. Ôi tốt quá, 2000 ăn được. Tốt rồi, tạm thời cũng hòa bình đi để mình có tí tiền thêm đã. À, lấy vợ à? Cơ hội có con của người chồng, cô dâu có xứng đáng không? Thôi được, cho nó lấy vợ. Vợ của nó cũng được mà. Thôi, cho nó lấy. Nó giảm cái kiểm soát này của chúng ta mất một xíu nhưng mà thôi không sao cả. Bởi vì chúng ta cũng đang kiểm soát được khá lớn. Chứ cứ để mấy thằng tướng lĩnh mà nó không được lấy vợ nó lại nổi loạn lên. Chết dở. À, lương thực của chúng ta đã khá nhiều. Bây giờ mình vẫn tích tiền đã. Mình nghĩ là sẽ... cho quân đoàn này ra đây ambush phát ra này. Tại sao nhỉ? Quá tầm không am vút rồi. Thành này của nó bạo loạn. Bị cướp bóc nhiều bạo loạn này. Cái thành này à? Thành này của mấy thằng La Mã. Chắc mình cũng chưa vội chiếm đấy, tiền của mình đang lên khá nhanh rồi. Mình sẽ cố gắng phát triển một chút kinh tế đó, xem tình hình như thế nào. Rồi đồng thời tích thêm một ít sàng. Nói chung các bạn chơi bất kỳ faction nào thế thôi. Ban đầu thì bạn nên cố gắng, không thân được thì cũng đừng có gây mâu thuẫn với hung nô. Nếu không là nó cử gọi 500 anh em sang nhà bạn phá thì bạn cũng xong luôn đấy. Bởi vì các bạn biết hung nô rồi. Nhất là một cái đội quân mà thiên về tấn công cận chiến như chúng ta thì mà cứ đi gây sự với hung nô thì chắc là dẹo luôn. Quân của chúng ta khả năng chống kỵ binh lẫn chống tầm xa đều cực kém luôn. Mà cả hai cái đó đều là sở trường của hung nô. Nên là chúng ta mà đi gây sự với hung nô thì chắc là chúng ta end game sớm. Sau này thì có thể chúng ta sẽ bắt các đội quân chư hầu để tuyển các đơn vị quân nó mạnh hơn. Thì có thể chúng ta sẽ có quân đi khai quân đi đã bị diệt quý tộc sinh con. Chứ còn về bây giờ thì cũng không nên làm. Cái vùng này lương thực chưa nhiều, lên cái này đi, lên cái này nữa. Giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái công trình này để nó có thể nâng cấp cái công trình này này, lên cấp 4 này. Để nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên. Đấy. Ui dồi, lên đến đây mới nâng cấp này. Thôi cái cấp 3 được rồi. Vãi nhỉ.
xem bọn này nó đánh qua đánh lại kiểu gì. Thirsty for battle. Cái vùng này thì nhiệm vụ mình cũng phải kiểm soát. We cannot do that. Có điều là chưa phải lúc này, bây giờ mình đang nghèo, mình đang cần phát triển cái vùng lãnh thổ này của mình lên cấp 2 đã. Cứ cho chúng nó đánh nhau xem tình hình thế giới nó thế nào rồi bắt đầu mình mới tính được. Và mấy thằng đệ của mình nữa. Có một vấn đề nữa là bây giờ mình cần phải lấy vợ cho thằng con nuôi của mình. Thanh niên này liên tục muốn lấy cái đứa con gái xấu xí của mình. Thật là tiếc là mình không thể. Thật là tiếc. Mình mà gả nó đi là mình toi. À, Uno nó đang sang đất của thằng Alaman à. Nếu mình không nhầm thì là hình như nó muốn chiến tranh với Alaman. Thì hiệp ước không xong được à? Ok, càng tốt. Mình để xem Uno nó có chiến tranh với Alaman không đã. Nếu nó đang đi quân ra như vậy thì mình khả năng cao mình đoán là nó sẽ đang chiến tranh với Alaman. Lạnh đậu mùa ghét thật. Goddess be praised. Nhưng mà không có dấu hiệu nào thể hiện điều đó. Lãnh thổ phía trên này của mình bây giờ nguy hiểm ghê đấy các bạn. Cái vùng này bây giờ thiếu vệ sinh quá nhỉ, chưa tăng được. Vệ sinh vẫn còn rất tốt thì mình cũng không vội. Vùng này cái lương thực ấy không cao lắm. Cái này nó cho tôn giáo này. Cải đạo cái vùng đất này nữa. Dị giáo Germanic đang tăng trưởng rất tốt. Mày... Tại sao mình không ambush được nhỉ? Đây rồi. Mà khỉ này mày chạy vào đây. I am a priestess of the old ways. Cố gắng phát triển cái vùng này ổn rồi. Cố lên tí nữa, vùng này giàu thế, vùng này có kim cương, giàu. Mấy vùng này nó có cảng biển. Sau khi đợi thằng kia nó khả năng cao thì thằng kia nó sẽ lại kiểm soát lại vùng này à? Tăng vào đây để có thêm lương thực. Người thu thuế, thu nhập từ thương mại, nói lưu loát. Chị An bị trừ, trung thành đoàn kết tăng. Nhà vua của mình cũng được ấy chứ nhỉ. Khỉ gió mấy thằng này nó cứ chạy lông nhông trên đất của mình như đúng rồi này. Mày chết. Đoán ngay mà. Dính mai phục chưa con. Tiếc rằng chúng ta lại không có các đơn vị tầm xa. Mai phục mà không có đơn vị tầm xa thì mình cũng chưa biết đánh kiểu gì ấy. Nhưng mà tốt nhất là ốp mạnh từ hai phía vào, không để cho chúng nó chạy được. Nó có đội kỵ binh,
cho mình dàn quân. An ambush is a sneak attack on a passing army. The usual rules for deployment do not apply here. Your forces will attack the enemy whilst they're in marching order. Hạn chế khả năng di chuyển của kỵ binh của nó. This is not always the best option to take in every situation. Kỵ binh của nó ở chỗ này thì rất nhiều đúng không? The enemy army will not be able to move until the battle begins. Được rồi. So deploy carefully to cause maximum confusion and disorder. Bên này nó là tường đá, nó không di chuyển được. Như vậy mình sẽ triển khai quân ở đây để lùa bọn kỵ binh của nó. Khăn phết đấy, không đơn giản à. Vấn đề của mình là làm sao để quay được bọn kỵ binh của nó cơ. Từ chỗ này thì đứng ở đây đã. Đội này thì không phải nói nhiều, xông vào đánh nhau mấy thằng dìu của nó luôn. Nó có đúng mấy thằng dìu đó và thằng tướng. Làm sao để vây được chúng nó nhỉ? Cả vấn đề đấy. Chắc chắn là phải đội này quan trọng nhất này. Tiến vào đây cho anh. Và nó không ăn ở đâu. Quay mấy con kỵ binh của nó lại. Quay nổi. Rồi. Tốt rồi, bắt sống được kỵ binh của nó rồi. Bắt sống kỵ binh của nó rồi. Chàng vào đây. Ăn chết mấy thằng tầm xa nó đã. Tiến lên. Đây á. Ăn luôn. Ăn luôn. Tướng ta đang bị tấn công à? Tướng địch đã chết. Đua nó. Thế trận đã ủng hộ chúng ta. Nhanh, quay chúng nó lại. Giết mấy thằng này cho anh. Gì chứ cận chiến thì bọn này tuổi gì ăn được mình. Ngon rồi. Kỵ binh thương dài thảo nguyên à? Kỵ binh thương dài thảo nguyên. Không sợ. Quay được chúng nó là xong. Cái gì đâu.
Lụa, đường thôi chết rồi. A glorious victory will soon be yours. Thôi, chơi bọn này đi. Nó vẫn còn đông lắm. Diệt hết. Mấy thanh niên này nổi điên, không kiểm soát được. Những trận phục kích như này thì gần như là nó bị tiêu diệt rồi. Trận này rất khó nếu mà chúng ta đánh chủ động nhá. Tại sao các bạn nhìn này? Thứ nhất là nó thì toàn lính tầm xa và kỵ binh. Chúng ta thì lại không hoàn toàn không có đơn vị tầm xa nào cả, đủ 12% quân. On the move, lads. Chúng ta thì hầu như không có đơn vị tầm xa nào. Chính xác là không có luôn. Và như vậy thì chúng ta làm sao chống được? Đấy. Rồi, Hung Nô đã quyết định sang đất của Alaman rồi. Mình nghĩ là chuẩn bị có chiến tranh với Alaman rồi. Vấn đề nó chỉ là vấn đề thời gian. Mình nghĩ là như vậy. Một trận phục kích tuyệt vời. Quân của chúng ta đã hồi gần như hoàn toàn. Thôi rồi, không cần truy sát nó thì nó cũng hết quân rồi. Hỏi xem anh nuôi anh chiến tranh chưa thằng. Welcome, speak. Bây giờ mình chiến tranh với thằng này thì nó mới sẽ là vấn đề đấy. Oh no. There is fine meat. Mình đang cần lấy một cô vợ cho tướng huyền thoại. Greetings, friend. We will speak together of whatever. Đang chiến tranh với Hung Nô thì không nên. Thank my you. Friend, be. Lập một quan hệ ngoại giao mà khó quá. Mỗi đứa con gái xấu xí này không gả được cho ai. Greetings, friend. I've. Sit, friend, and let us. I have called for good wine. Hung Nô chưa có đứa con gái nào. Sit, friend, and let us talk, and let us. You honor us. Có. The guards will have me listen to you, but do not. Có nhỉ? A flapping tongue that speaks without wisdom. Khó thật. Kiếm vợ mà khó quá. Về lý thuyết thì chúng ta có thể lựa chọn cái này, đó là tìm vợ. Nhưng mà như vậy thì nó lại không được nhiều cái như mình muốn. Bởi vì nó auto. Có thể là được vợ ngon thì tốt, vợ phải lấy về các con đánh đá thì cũng lại dở hơi ăn cắm lợn. Nên là thôi. Chúng ta cũng từ từ đây lâng cái thành này lên các bạn. Khả năng cao thằng này nó sẽ lại tái chiếm lại thôi. Hôm nay chắc không giữ được đâu. Mình đã cần nó làm phiên dậu ở chỗ này. Thế thôi là được rồi. Không chắc lắm, mình nghĩ là mình phải cho các quân đoàn này mua thêm quân. Mấy thanh niên speed. Mua thêm một đơn vị nữa rồi à. Mình có 2 tỉnh ở đây phòng thủ được đúng không? Có thể sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa ở đây để phòng thủ ở cái khu vực này. Chắc không cần. Thằng Alaman này chắc cũng hơi khó mà đánh được mình vào cái vùng này. Đấy là bí quá thì mình mới thể tuyển thêm quân thôi. Chắc chắn thì mình sẽ lại phải chiến tranh tiếp với thằng đấy để vì nó đang kiểm soát vùng đất thuộc cái vùng mà mình phải cần kiểm soát và mình cũng muốn tiến vào đất Ý vì đất Ý khá là màu mỡ. Khu vực ngoài kia thì mình cứ duy trì chiến tranh để cho chúng nó đánh lẫn nhau đã, xem tình hình nào.
Mình chưa tiến, muốn tiến vào cái vùng ban căng. Để tiến vào vùng ban căng là mình sẽ giáp với thằng đây là Đông La Mã. Đông La Mã đã hạng một server. Như vậy thì không phải là giải pháp hay. Mình sẽ tấn công thằng Alaman trước. Cái thằng khỉ này nó cứ chạy lông nhông trên đất mình. Welcome. Cứ hết lượt mình phải xem em good and noble kiếm được friend. Cô vợ nào cho. In the name of the state, welcome. Speak as a friend. Cho nó nóc này không thèm đắp. My friend, be welcome. We will. What an honor you do us. Come. Nó còn chưa xem ký hiệp ước không xâm lược của mình đấy. Be welcome. The spirit không đùa được. My friend. Bích. Quân đi khai xếp mà. Greetings. Now speak plainly. Ai. Oh. You are welcome. All. Chiến tranh hung nô. Ký hiệp ước với thằng này dễ chiến tranh hung nô lắm. Mà nó ở xa vậy thì cũng đâu có ngại lắm. Tiền của mình bây giờ cũng khá rồi. Đây, chúng ta sẽ có điệp viên. Mình đang cần một thằng điệp viên. Có thêm lương thực. Mọi thứ có vẻ đang ổn. Mình nghĩ là vậy. For battle. On the move, lads. Chưa biết là cho tướng huyền thoại hay là thái tử đi đánh trận nhỉ? Tấn công vào cảng này của Alaman. Kiểm soát hết cái vùng này. Ờ, ý này. Nhưng trước tiên chắc phải có một quân đoàn đây phòng thủ chứ nhỉ? Đơn vị quân này đủ khả năng phòng thủ rồi. Đóng ở đây một đơn vị quân nữa. Là chúng ta có thể cử quân đi đánh nhau thằng Alaman ở phía dưới này rồi. Một cái đề nghị hòa bình nhỉ? Đòi nó thêm tí tiền thế nào? Sức mạnh kinh tế của họ là mất mạnh kìa. Kinh nhờ. Hẳn là rất mạnh cơ. 1000 nó không chịu. Dễ nó đắt. Thôi lấy 1000 được, hay 1200 đi. 1200 đi. Bây giờ kinh tế của mình có vẻ là ổn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tấn công tái chiếm lại cái vùng này. Tăng cái móng ngựa cho quân đã. Đấy, mình đã chờ mỗi cái việc là cái thằng này nó kiểm soát lại cái tỉnh này để mình đề nghị thằng này. I look forward to your wisdom, but I trust you will not object to a cup of wine first. Mình sẽ đòi nó tí tiền á. 3000 hơi cao à. 2000 được không? Mình phải mất tí tiền này mày. Chịu khó lôm tiền ra cho anh. Lôm tiền ra đây. 1000 là được à? 1500 nhá. Đấy. Đây là một cái vấn đề ngoại giao kinh tế ấy. Rồi. Còn cái thằng gì nhỉ? Alaman rồi. Đây. Mình nghĩ là mình cũng nên hòa bình với thằng này.
God in heaven, spare. Nhưng mà nó đang chiến tranh với Hung Nô. Mà nó chiến tranh với Hung Nô thì chết bầm nó luôn. Chúng ta cứ đóng quân ở đây đã. Nó chiến tranh với Hung Nô thì nó chết rồi. Con này đã bị Hung Nô truy đuổi à? Bây giờ mình bỏ chiến tranh với nó thì mình... Tốt rồi, Hung Nô đã chiến tranh với cả thằng Van Dan này và thằng Alaman à. Điểm ngoại giao với mình với Hung Nô là lên... Let us have good wine until we can talk no more. Thằng Hung Nô này ít khi nó ký hiệp ước không xâm lược với ai á. You honor us. Welcome, I suppose. No. Sit, friend. Có cái vợ cho nhà vua ở Thái tử. Sit, friend. Tiếng huyền thoại quá nhỉ. I have called for good one. Chưa có thằng nào có. Welcome, worthy friend. We have need of talk. Thật là khó. I welcome you, worthy speaker. I không có con gái. Greetings to you. I trust you. Nó không có con gái. Rồi. Thirsty for battle. Lại được một trận đánh nữa rồi. Ui dồi, quần nó đông ghê nhỉ. À, nó không có nhiều cung thủ lắm đâu. Có một cái đội cung củi thôi. Mà chắc nó không có nhiều kỵ binh. Mình chỉ sợ nó có nhiều kỵ binh thôi. Còn nếu nó không có kỵ binh thì mình không sợ. Bây giờ nó đã chiến, thằng Hung Nô đã chiến tranh với thằng thằng Alan rồi thì, và Alan và Van Dan rồi thì sớm hay muộn nó sẽ chiến tranh với thằng. Vậy là mình có cơ hội để kiểm soát nước Ý rồi. Ôi dồi ôi. Ngày mùa đông băng giá. Có một cái tháp canh đây à? Tháp canh bắn đến đây thôi. Không sợ. Nó toàn bộ binh cận chiến như vậy. Vậy thì mình ít sợ lắm. Battle group awaiting orders. And defend. Grouped and ready. Lombard swordsmen. Ngon thì vào đây. Mấy thanh niên này mà nó nổi điên lên thì chúng mày cứ phải gọi là vỡ mồm. Cái trò nổi điên cũng có cái hay của nó. Rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thực ra thì các bạn đã xem các cái chiến dịch khác của mình rồi, những cái chiến dịch là những đội quân mà kỷ luật thép thì như là quân La Mã này, quân Hy Lạp này, những cái đội quân mà phá tháp canh này. Có đúng một đội cung củi này đúng không? Bắn cái tháp canh mà không bắn được à? Ô tuyệt vời. À, nó đang bắn tên của mình này. Đã chết bên thằng cung củi ấy. Nó khá nhiều ngựa nhỉ. Nó không dám đến.
bắn được vài cái mũi tên này thì thấm làm sao được. Có khi cho bắn vào đây hiệu quả hơn. Không thấy đâu. Không có gì đi rồi. Có mai phục à? Lên đấy. Chúng ta có test studio ở đây rồi. Để sợ chết vài thằng rồi. Nó để ghim nó đến thì nó chết viễn pháo rồi. Bắn hết tồi. Bao giờ lên được phá xịn thì mới mạnh. Ê, quay nào để mấy con ngựa cùi với nó dọa thế. Mày tấn công anh à? Đến thằng La Mã thì làm trò gì? Bắn con tướng của nó này. Mấy cái con ngựa điên này. Thủ á, mấy con ngựa này nó có thích xông vào đây đấy. Cái hàng rào bảo vệ đây á. One of our units can no longer fire. Ready for battle. Mày láo này. Hết ngựa chưa? Có vẻ đông nhỉ. Khỏe đâu nhỉ? Đuổi hết đội ngựa nó ra. Xong hết đội ngựa thì mình mới ăn được. Đường thép rồi em ạ. Ăn được. Tiến vào anh xem nào. Ok kìa. Khát máu đi em ơi. Bật skin khát máu lên. Bọn này tuổi gì mà ăn được mình.
mấy chưa thằng nào nổi điên à? Chắc nó chưa đủ tầm để nổi điên. Đây rồi. À bắt đầu rồi. Bắt đầu nổi điên rồi. Cánh nào của nó hỏng thì bắt đầu cho nó nổi điên luôn. Kỷ mấy cái thằng Speed này cứ thích chơi này. Tướng nó mình đập được ngay, nhưng mà bởi vì là nó có thêm mấy thằng Speed nữa. Lấy lại tinh thần này. Còn này không ăn được đâu, nổi điên hết lên đây em ơi. Đúng rồi, điên đấy. Sao bà đánh nó luôn. Ôi, điên mẹ rồi. Mất kiểm soát rồi. Rồi, bắt đầu nổi điên rồi. Bọn này đi tiến theo để yểm trợ nó. Nó điên hết rồi. Nó bị điên hết rồi, hay quá. Rồi. Mình rất thích cái trò nổi điên này. Điên tất rồi. tất cả lính của mình bị điên hết rồi. Mấy thằng long ba, mấy anh râu dài của mình nổi điên hết rồi. Rồi cái nổi điên lên, tướng địch đã bị diệt. Rồi tiến ra đây đi. We have gained the upper hand. Let's go. Ngon, chúng ta đã kiểm soát được cái tỉnh này rồi. Thật là tuyệt, chết 600 thằng thôi. Quân Nam Mã này, Giáp Châu phết đấy. Úi, toàn giết 400 thằng thôi, mấy cái thằng chặt chém của mình. Nhưng anh em bảo tại sao mình không tăng cái số lượng đấy lên, nếu mà mình tăng cái số lượng lính vũ kiếm của mình lên ấy, thì lấy đâu ra các đơn vị để bảo vệ. 443. Trong khi mấy thằng này chỉ hơn trăm mấy chục. Chiếm đóng. Đương nhiên là mình sẽ không tàn phá cái vùng này, bởi vì ta đang kiểm soát được thêm một vùng nữa. Rồi, quân đoàn lên cấp à. Đế quốc Phương Đông. Đạn dược cho bộ binh đánh xa thì cũng không dùng. Rồi, cái này xung kích này, sát thương cận chiến này. Cái này học mắc còn rất là đẹp. Tốt rồi. Chưa cần nâng cấp ở đây bộ. Chúng ta tích tiền để giải quyết cái khu vực dưới này hả? Chuẩn bị cho chiến tranh.
Nếu muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Vẫn có thể bổ nhiệm thêm một thống đốc nữa. Ôi, ông này già quá rồi, chắc sắp dẹo rồi. Ông này già quá rồi. À, tiến sát thủ đô của mình ấy. Thằng Alan đang trèo vào đất của mình. Có vẻ như quân của nó thì cũng đang bị thương vong nặng thì chắc là nó chưa đánh được mình. Nó bị thằng Hung Nô truy đuổi ấy. Láo. Đế quốc Tây La Mã đã bị diệt vong. Nó đâu nhỉ? Đây à? Thành này thì không sợ, nó không đánh được. Thành to thì không sợ. Đúng rồi. Tướng này gớm nhở, năm sọc quyệt. Khá nhiều tiền đấy. Chúng ta tích được một lượng tiền khá khá. Đủ sửa sang lại nhà cửa. Trừ bẩn thỉu. Chúng ta lại có thêm một tài nguyên mới. Sit, friend. Trời ơi. Welcome, but expect scant pleasantries. I lack time to waste. Welcome. We will talk. Có kiếm được à? Welcome. There is fine meat. I look forward to your wisdom. I look forward to your wish. Hmm. Bình thiểu à? For the tribe. Không vội lắm thì nó đâu nhất thiết phải xây nhỉ? Để tích tiền á. Ready for orders. Cái làng này được xong có nổi loạn. Let them before us. Warriors all. Không lên, không lên, không lên. Đứng về đây đã. Nếu mình không nhầm thì hình như thằng này nó cũng chiến tranh với thằng đấy à? Không à? Người này cũng chuẩn bị có nổi loạn. For the tribe. Cử nhá. Một kéo hai quân đoàn đây. Không ngon mà ăn được anh đâu. Không ngon mà ăn được anh đâu. Thằng Alan này. Mình chưa đủ lực lượng để có thể tiến quân xuống đây chứ nhỉ. Chưa có lực lượng phòng thủ. Cần phải tuyển thêm tướng nữa để phòng thủ rồi.
Kỳ hạn làm việc đã hết. Món quà tốc độ à? Nghe có vẻ chất nhỉ? Thăng chức cho nó. Chiến binh hoặc cả. Cái đạo quân dạo dễ này thì chắc là cũng không đánh được ai rồi. Mình cần phải cử thêm quân xuống đây để phòng thủ khu vực phía dưới này nhá. À, tướng này có khả năng đánh đêm. Chứng tỏ xảo quyệt của nó ở... xảo quyệt của nó mức cao đấy nhỉ. Đám tàn quân này xem nào. Đúng rồi, xảo quyệt nó 6 này. Nó có cái gì mà nó lại lên được xảo quyệt cao thế nhỉ? À, lấy được con vợ ngọt. Có thế như thảo nào. Bất công. Is that all? None will escape. Besiege the settlement. Thanh niên này tấn công tỉnh này. Let them cower before us. None will escape. Một lượt thôi, mình sẽ tấn công cả hai thành của nó. Vấn đề là bây giờ mình cũng đang thiếu các cái tướng lĩnh để phòng thủ cái khu vực này. Chắc phải tuyển thêm vài đơn vị nữa để phòng thủ. Đây, cho nó chạy ra từ hướng này. Cái tháp canh ở trước đã. Không ăn thua.
có pháo pháo to kìa, bắn nó sướng. Đó, nó bắn tên, không sợ lắm đâu, bởi vì chúng ta có testudo. Bắn quay, chả thích chết con ngựa này. Bẻ nó đi, để cho nó bắn tên. Quái quỷ nhờ. Chưa được có mấy con. Chủ yếu để giết thằng tướng đó. Giết được. Chứ nó di chuyển này chết cả quân nó. Ây da, bắn tên thấm hết nhở. Mấy thanh niên này đứng đây bị chết oan. Mình lại không tấn công được. Di chuyển phát thì toi. Kể ra chưa cần cho hai thanh niên này lên trội. Lúc nào đánh nhau bắt đầu mới cho lên. Mất quân lý do lãng nhách quá. Cung đằng kia nó bắn. Quay luôn cả bọn ngựa nó lại. Sở luôn. Các bạn bắn tên vào đội hình. Kinh nhở? Không ăn được nó à? Mình phải la mã chứ, mạnh thế cả. Nó vẫn chưa áp sát à? Chéo đấy, khôn phết. Mấy thằng kiếm này lại đến mấy thằng cung. Tinh thần của bọn La Mã này cao thế nhỉ, đùa nó như thế mà nó không chạy đâu nhá. Được. Ai chả, khôn phết chả, cho tướng ra lùa kìa.
cung nó mà mãi mà khổ. Về đây đi em ơi, các bản thì kỵ binh của mình không mạnh lắm. Đến đây đây, sợ rồi, chặn kỵ binh đó lại. Xong rồi. Áp sát bộ binh của nó là cung thủ nó không bắn được. Tao kêu nó ngu đòn rồi. Tao kêu nó ngu đòn rồi mới tấn công. Ngon ngon à. Khỉ thật, đội cung của nó lì thế nhở. Đánh như thế mà nó không chết à? Tinh thần bọn La Mã này của mình yếu thế. Trong khi La Mã của nó là sự thật. Vớ vẩn với anh La Mã của mình. Đạo quân của chúng ta bắt đầu điên cuồng chém giết rồi à? Tốt rồi. Điên lên, nổi điên lên. Đúng rồi, phải điên cuồng chém giết thì nó mới mạnh được. Chém thường thì không ăn thua. Đây rồi, bọn này nó điên cuồng chém giết rồi. Nó điên cuồng chém giết rồi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Yếu ghê nhỉ. Ôi giời, nó điên cuồng chém giết rồi. Úi dồi ôi, điên rồi. Đúng rồi, phải kích hoạt tính năng điên cuồng chém giết lên mình nhé. Ủa, nó bắn hết tên rồi mà mình cũng không diệt nổi đội cung nó. Sợ thật. Bạn La Mã này cũng mạnh hết. Rồi điên hết lên đi. Tất cả lỗi điên nói đi. Đúng rồi, cái lỗi điên này là chúng nó dẹp. Lỗi điên à? Chém luôn, lỗi điên rồi thì chém luôn nó luôn. Rồi, điên rồi. Điên cuồng chém chết luôn. Đúng rồi, cứ phải lội điên lên đánh nó mới sướng. Nó phải điên. Chơi nó luôn. Điên đâu, nổi điên luôn. Tướng đã chết rồi, trận này cũng mệt phết nhỉ. Ui, nó đông. Đấy, La Mã của mình hơi hẻo. Đấy, La Mã hơi hẻo. Nhanh bỏ chạy quá. Tinh thần thua xa mấy anh dâu dài của mình.
À, không có mất đơn vị quân nào đâu. Rồi. Sửa chữa cái vùng này luôn. À, nó có cái đồn gác à? Besieging settlement. Ready for battle. Tình hình là lại phải cử quân ra đây. When your feet bleed, you can moan. I don't care how tired. Cử quân xuống đây nữa. Cần rất nhiều các quân đoàn ở khu dưới này. Tuyến phòng thủ mình. Thằng Hung Nô nó chiến tranh với thằng Alam, thằng Alaman chưa nhỉ? Chưa. Nhưng mà Hung Nô nó đang đứng trên đất của Alaman rồi. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian. Còn hai thành. Cháy một thành rồi. Cái bọn Long Ba này nó có cái tướng huyền thoại kể ra cũng hay. Chỉ số của nó toàn những chỉ số rất là tốt. Hỗ trợ quân rất tuyệt. Nhưng mà mấy anh La Mã thì lại không được hỗ trợ mấy. Mấy anh La Mã thì tinh thần dễ kém quá. Mày ơi. Tháp canh của nó bắn tới lính của mình đâu mà. Lần này xếp kiểu này. Lần sau chúng nó đánh kiểu gì. Rồi mấy thanh niên này cứ đứng ở dưới này đã. Khi nào nó lên thì bắt đầu chúng ta mới lên. Tránh bị tên của nó bắn. Phá cái tháp canh đấy mà. Quần đông phết đấy. Bọn La Mã này được nó bút lên mà mạnh lắm. À, tốt thế nhở. Cháy tà lao cháy luôn cả tháp canh rồi. Từ đạn lửa cho chúng nó mất tinh thần, nó cháy càng nhiều nó càng mất tinh thần. We're being ambushed. The enemy's tower has been destroyed. The enemy has been spotted. Càng nhiều càng tốt. Khu định cư của chúng đang bị cháy. Chúng mày à. Không ăn được. Và không ăn được vào. Phòng ngự của mình rất dày và chúng nó sẽ không ăn được.
cháy hết rừng. Cái binh nó đang đùa. Chờ nó áp sát đã, à, lại tấn công ở đây. Không được đâu. Mày lại chết thì tội ngu thôi. Tường khuyên rồi. Rồi. Không vào được à? Thử nhá, bây giờ là chúng nó bắt đầu tấn công đây rồi. Rồi. Để đợi nó áp sát đã, bắt đầu cho mình cận chiến đi lên. Áp sát thì cung của nó lúc đấy mình cứ đánh bắn được. Rồi. Tiếng thét xung trận đấy. Sao định vòng ra đây à? Vòng ra đây à? Còn cái con nữa cùi định làm gì? Làm gì? Ăn luôn. Mày. Wow. Rồi. Khử bọn đấy cho anh. Đạo quân của chúng ta bắt đầu điên cuồng chém giết. Rất tuyệt vời. Ui dồi ôi. Vỡ đội hình rồi. Điên cuồng chém giết rồi, mạnh quá. Bắt đầu nó giơ kiếm lên, nó điên cuồng chém giết đã. Ui ôi. Battle is turning in our favor. Rồi nó chạy hết rồi. Rồi trận một trận chiến khá là easy đơn giản. We are moments away from victory. Mình rất thích cái trò điên cuồng chém giết. Lính Lego kia của nó mà mình tuyển được thì cũng ngon đấy nhá. Thôi không cần phải tiêu diệt thằng này, bắt thằng làm chi hầu. Ready for orders. Thirsty for battle. À, thằng Vandan. Vandan ở đây à? Bắt làm chi hầu để tuyển thành biết quân. Khu đồn trú à? Bọn này xây toàn lương thực. Ready for orders. Được đấy. Giáo binh. Chưa có quốc quân gì mạnh hơn. Khá nhiều tiền nhỉ. Nâng cấp lên đã. Cộng sóng vệ sinh này. Sao đây lại âm được. À cái này nó có công trình này. Lỡ linh mục cao thượng. Khỏe mạnh. Kinh quá. Nâng cấp cái này lên. Mình tăng giáp cho quân đội. Thiếu sắt này. Chúng ta cần sắt nữa. Chuẩn bị. Nhưng mà để nâng cấp lên cấp cuối nó hơi lâu ấy. Phải lên ở đây cơ. Thôi từ từ đã, cái lâng vào đây đã. Tiền thì cứ để từ từ, tích một chút xíu đã.
speak if you must, but know that Roman is... Không biết cái thằng Alama này nó có tha cho không hay nó dễ đập cho cái này một trận. Cái này thì không có quân này. Quân đồn chú thì chưa có. Kệ, để xem tình hình nào đã. Vệ sinh là 3. Khát vọng. Tăng thêm lương thực này. Gỗ. Tốt rồi. Hai hai. À. Ủa thằng này nó 5 lần 7 lượt hỏi cái đứa con gái của mình. Ủa thế. Xấu thế mà vẫn có thằng nào thích. Ủng hộ chính phủ cộng trừ 25% chi phí cái tuyển kỵ binh à? Ready for battle. For the tribe. Ngồi quân nhanh không? Dìu binh à? Quân đoàn này thì đáng sợ đấy. Thực mà nói thì mình cũng không sợ lắm mọi chuyện này đâu. Mình có thể phòng thủ được ở đây phát là chắc cờ ngay. Thêm hai anh giáo binh này nữa là đẹp trai ngay. Vùng này cần bao nhiêu tiền? 10.000 cơ. Thôi cứ mua quân lên đi để phòng thủ. Quân lên đã. Lượt sau chắc là đủ tiền rồi. Chuẩn bị. Bây giờ mình làm nào tiêu diệt được hai quân đoàn này của thằng Alan đã nhỉ? Trước khi tiến xa hơn thì mình phải tiêu diệt được bọn này. Thirsty for battle. Ready for battle. Chưa chiến tranh với ai. Hung nô là sắp đốt hết đất của thằng Van Dan rồi. Mà khả năng cao là sắp nó sẽ lại đánh nhau mấy thằng này thôi chứ hung nô mà nó không làm gì nó. Nó buồn nó khóc. Let us have good wine until we can talk no more. À, lấy tiền đấy là được thôi. Mình sẵn sàng chi 3.000 để lấy 3.000 cao à? 1.000 chắc nào? Lấy cô vợ này cho. À, rồi tốt. Đây rồi, con nuôi của mình cũng đã có vợ rồi.
Nhưng mà con vợ này nó lại cộng cái gì thẩm quyền này. Thẩm quyền của thằng này thì quá cao rồi. Nhưng mà thôi được, nó còn thêm cái skill đoàn kết với cả ảnh hưởng nữ vật. Chính là mình muốn ghi điểm ngoại giao với trừ ảnh hưởng này. Cái này thì lại được cộng ảnh hưởng hai lượt. Sao lại bị trừ nhỉ? Không được ủng hộ. Cộng 8 ảnh hưởng. Chắc vừa bị một cái chai thì xấu này em biết. Không đáng kể. Tuy là bị chai xấu không đáng kể. Ủa, thằng này toàn lính cùi. Chín bảy, 95. Bọn này khỏe hơn chứ nhỉ? Nhưng nó lại không có test studio. Ready for battle. Rồi, chỗ này chúng ta có thể tuyển được spy rồi này. Vì xây dựng. Tí nữa tuyển thêm thằng nữa. Đến ngay cả pháp sư cũng râu dài này. À. It is time to talk. No. Mày đang chiến tranh không đâu, anh không muốn mất tiền oan đâu. Nhưng mà nó ở phía bắc. Cả hai hoàng tử của mình đang đều lấy hai cô vợ hung nô. Thời tiết xấu là một lợi thế của chúng ta. Mình thấy rõ ràng là quân đoàn nó đây. Ambush phát đã. Cứ bình tĩnh đi. Cho giám điệt ra đây xem là chúng nó ở đâu rồi. My work is done for now. Quân của nó thì cũng thường thôi. Rất nhiều các đơn vị đánh xa. Chưa đổi tiền này. À tiếp. Rồi đấy. Tỉnh này có nhất thiết để xây quân phòng thủ không nhỉ? Chắc không cần. Nó chỉ còn đâu đó hai quân đoàn gì đó chỗ này thôi. Trong ngắn hạn nó chưa tiến nhanh thì tiến thế không? Tích tiền để sửa chữa đốt cái vùng này ạ. Ôi ông đệ của mình có hai cái tỉnh này cha phát triển lên cái gì nữa. Cánh đồng à? Phát triển nhà lính chứ cu. Tình hình tôn giáo của mình thế nào nhỉ? Tình hình tôn giáo, các tôn giáo khác nó tăng à? Cơ đốc Arian. Dị giáo Japanic. Vẫn hạ thái trưởng. Nương thực xuất tước, vương quyền truyền cảm. Trừ điểm quan hệ với hầu hết các phe phái.
được cộng tuyển quân này. Sự lựa chọn của Odin. Tuyển mấy thằng La Mã này chủ yếu là để bắt mấy thằng La Mã chủ yếu để tuyển quân thôi. À, để xem nào. Cứ ổn định cái vùng này đã. Bây giờ kinh tế của mình cũng khá khá, lo gì. Đi lại quân chủ. Không được đâu. Bất kỳ một cái hiệp ước nào với bọn này cũng sẽ nguy cơ gây chiến tranh không đâu. Sắp xông đến cửa kìa. Hòa bình với thằng sắc sông thôi nhỉ. Có lẽ vẫn là lên hòa bình với sắc sông. Tăng số lượng linh mục có thể tuyển, tốt quá. Cống phẩm à? Cống phẩm thì chắc là mình lại có thêm tiền rồi. Vùng này tốt rồi. Tuyển thêm một em thầy tu nữa, sang bên này trị an vùng này. Trừ đến 150. Cao quá. Tăng vệ sinh là tăng trưởng. Nhưng nó lại không tăng được tôn giáo. Bắt đầu phải nâng cấp cái này rồi. Cống phẩm à? Nhận thôi. Nó tặng mình, tại sao mình lại giết nó? Phanh này đấy, chứ sắc sông chứ đánh nhau mình à? Come, come, let me hear you. Ô. For the tribe. Nó chỉ có thể tấn công vào đây được thôi. Duty, my warriors. Ready for battle. Thirsty for battle. Mày thích cắm trại à? On the move, lads. Có lẽ mình sẽ phải đánh một trận theo kiểu này. Dự trại ở đây đã. Dụ cho nó đến thôi. Đánh đi. I am the knife in the dark, messing with the enemy. Duy nhất để có thể tiến giải quyết được vấn đề chắc là mình phải chơi cái kiểu này. Go as well as I had hoped. Yes. Vũ về. À, quân đồ chú nó đông thế này thì bọn kia không đánh được là phải rồi.
Vùng này tuyển được khá nhiều quân rồi đấy. Khổ quá mấy anh hung đồ anh lại cướp phá mình. Sao nó vẫn chưa đánh nhau với cái thằng này nhỉ? Tính nào phải cải thiện quan hệ với thằng này chứ nhỉ? Speak your terms. Give words plentiful haste. Other business calls this day. Ôi, chắc phải tặng quà cho nó không nhỉ? Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. Không nào, tình hình là căng đấy. Thống đốc này. Thống đốc. Thirsty for battle. Tướng. Còn vài thằng quân này thì sợ gì? Nhưng mà thằng nó chiến tranh với ai mà? Chiến tranh với mỗi mình mà sao quân nó mất nhiều thế nhỉ? Hay là đi trên vùng đất xấu? Ở mức này là đẹp, hoặc là mức này. Mức này là ở hợp nhất. Lên mức này thì tăng tiền ấy, nhưng mà mệt lắm. Duy trì ở cái mức này thôi. Thằng Alaban kia đâu, xông vào đây đánh nhau anh xem nào. Nó cũng không đánh rồi. Oh man. Ai à ơi. Được đấy. Trận này mệt rồi. Được cái thành của mình thì nó vẫn cứ là cơ bản. Phòng thủ vẫn cứ là phòng thủ như này thôi. Trận này mình hơi ít tính speed. Chưa rồi, trận này mình không có cái đội đội lính không có cái đội lính gì nhỉ? Lính gậy. Còn lính gậy thì phòng thủ hơi khó đấy. Nó tiến vào phía này à?
cứ từ từ ấy, cho mấy thằng rìu lùi đây ạ. Xem tình hình như thế nào. Nó còn có quân tiếp viện cơ. Mà nó lại lắm lính spy quá. À lính ra cầm giáo kìa. Chưa biết chúng nó vào từ hướng nào. Chắc chắn là mình sẽ sử dụng đạn xuyên giáp. The enemy has reinforcements. And our shrines shall not stand. À, chúng nó tiến vào từ một cổng duy nhất thôi. Được. Cùng lắm thì nó chạy vòng ra đường này. Phía bên này sẽ không bị tấn công đâu. Mà cũng không biết được, mình cũng phải lại còn bị đánh nhau trong sương mù nữa. Quan sát được quân nó chứ. Các bạn này này, đang xuyên giáp đấy, nguy hiểm lắm. Như vậy khả năng cao là nó sẽ không đánh được vào đây. Bắn đạn lửa thì có khả năng sẽ chưa hỏng cái công trình của mình. Nhưng có lẽ mình sẽ không bắn đạn lửa rồi. Tôi cho kỵ binh vào nó chạy. The enemy is attacking our general. Thằng nào mà tấn công vào cả tướng của mình. Cái đường này nó không vào được, bị chặn vào. Cố gắng loại được bọn ngựa của nó càng nhanh càng tốt. Units have been rallied. Zero, should be some strong. We'll kill them all. The enemy are ambushing us. Không sợ đâu. Nó đánh kiểu này thì cung của nó không lợi bằng cung mình. Cung mình trên tường lợi hơn.
trừ tốc độ xung kích của mình xuống á. Và cái quỷ cái gì ấy. Cái cá chỗ này có test cool rồi, không đáng ngại lắm. Một khi lính dừ đã có test cool bảo vệ thì chắc không sợ nào. Được. Chỗ này chủ yếu chống kỵ binh. Nó còn có tiếp viện nên là mình không vội được. Cứ bình tĩnh. Sẵn sàng tiếp viện. Không còn đít nó. À. Tên bắn từ từ thành xuống à. Thấm chưa con. Ôi cổng này nữa này. Enemy troops have reached the walls. Chết rồi, nó có. Nó có đội lính giáo này. Nhất là cái đội lính giáo của mình. Một tên như thế mà chúng nó không chết à? Cổng này vẫn cứ là cổng đá. Khí của nó như thế mà con thua. Ủa. Đến nơi chắc chết gần hết. Phần lớn là đơn vị tầm xa đó. The enemy have rallied their units. Sĩ khí của chúng nó vẫn cao lắm. Kết thúc. Một bể hơi dài thấm mệt. Một bể hơi dài. Tung của mình ở trên bắn xuống cũng được. Đó là lý do tại sao những đơn vị thủ thành mình lại mua nhiều cung thủ. Chắc chết cũng cơ số. Không có trụ được không. Cái này nó có thằng tướng. Tướng của mình này. Kém sát thương sinh sát. Đội dìu mà hít sinh mà chạy nó to đấy. Tung ở trên này cứ bắn xuống. Ôi bắn hết tên rồi cả. Move it!
nó ra đã. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Battle ready and eager. Riders ready. Tao lại sợ mày quá cơ. Trời ơi, cánh này không biết có trụ được nữa không? Công hai đội kỵ binh chứ danh của mình à? Understood. Theo việc đội cung nó đang di chuyển đằng sau nhỉ? Trời. Cổng bên này vẫn trụ được. Tốt. Chuẩn bị truy lùng bọn cung của nó nào. Nó đi theo đường này nó vào. Ây chà. Thủ rắn phết nhỉ. Hai anh La Mã thủ rắn thế. À, tướng địch đã chết rồi. Nó mất tinh thần rồi. Tướng nó mất. Nhưng mà nó nhiều tướng lắm. Bây giờ phải hy vọng đội cung của mình trụ được. Ây rồi. Thử hết đội cung thủ đó. Mày nghĩ ăn được anh à? Cái thành của mình công nhận nó cũng hanh não thật. Tiếp viện cho về cơ bản hết tên à. Bắn hết tên à. Thế à? Định công thành của anh à? Nó có anh kiếm ở đây rồi. Hỏng rồi. Điều mấy anh dìu ra đây đấy. Một đạo quân đã hết đạn dược. Wow. Đương nhiên là hết đạn dược rồi. Bắn nhau như thế không hết mê phí mê lạ. Giáo binh Bắc Âu à? Và đấy. Testudo không phải sẵn. Cái chuyện nó còn nhiều. Và đi. Lùi cho bằng hết.
Dừng rồi, tiến lên. Có đội dừng là ăn à. Đã có test studio như bảo vệ. Cổ thân có đội dừng này quá. Đánh hết bên này sang bên kia. Nào thì ra để à nó chạy hết rồi, nó nhảy hết rồi. Rồi xong. Trời ơi, tưởng chúng mày thế nào? Thắng anh mà dễ à? Chiến thắng một cách anh dũng. Dù. Mày tưởng ăn anh mà dễ à? Mày tưởng ăn anh mà dễ à? Ôi giời ơi, mấy thằng sắc sâm chạy nhanh còn kịp. Gớm quá nhỉ. Ghê đấy, như thế này chúng nó cứ công vào mấy cái thành này của mình là ghê đấy. How would you like your defeat commemorated? An arch? À. Or a nice column? Tuyên bố chiến tranh à? Of your enslaved people. Thôi rồi, không cần mấy thằng đệ đâu. Quân đi khai La Mã. Mày rảnh quá nhỉ? Con này rảnh quá. Điểm lành, tốt rồi. Ui, phải tuyển thêm mấy anh lính của La Mã nữa rồi. Mấy anh lính La Mã đánh tuyệt thật đấy. Mới tội hỏng hết nhà cửa mình rồi. Mấy thằng chó chết này. What would you have of me? I have seen it done. Hay quá. I am the knife in the dark. Thirsty for battle. To battle. Đánh đêm nữa kìa. Nó thủ thành à? Xem địa hình nào. Trời. Mình còn không quan sát được con quân địch của nó như nào. Rất nhiều kỵ binh và lính đánh xa. Nhưng lại không có ai. Ôi, mấy đội bộ binh này của nó toàn lính dìu đấy, không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà chắc chắn là nó phải xông ra bởi vì mình sẽ bắn đá. Mình mới nghĩ ra cái đội hình mới chơi kiểu này chắc cú hơn nhiều. Thiết lập kiểu này thì nó chống được cả kỵ binh lẫn cầm xa ở đối phương tốt hơn. Rồi. Vào đây con. Rồi. Vừa chấm tên, vừa chấm được cả. Nói chung thì nó cũng có thể chấm được cả kỵ binh. Đội này cứ đứng ở dưới này đã. Có người đã có kỵ binh yểm trợ đây rồi. Chủ yếu để chống nó không sốc được vào bộ binh của mình thôi. Cho bộ binh kỵ binh của nó. Nó khắc phải ra.
không ra. Mình có xe bắn đá mà nó không ra. Xe bắn đá của mình chưa đạt tầm bắn. Chắc là nó sẽ không ra rồi. Nó không di chuyển. Warriors, move out! Commit attentions! Double scoop! Double time! Spare infantry, ready! At the command! Advance at speed! Obediamos! Legio Parati! Nâng cấp được thêm cái đội lính gậy này lên đời cuối nữa thì mạnh. Chúng ta sẽ bảo vệ quân mức tối đa. Đừng bắn đội. Xếp vào đội hình hết đã. The enemy has been spotted. Bật Testudo nó sẽ trả thấy tác dụng gì này. Spear infantry at your command. They will bleed for us. Commit attentions. Your orders. Yes, commander. At the double. Được rồi. Kinh quá nhỉ. Lombard swordsman, Atualo. The enemy tower is no more than. Mình chơi chắc quá chứ nó cũng không dám tấn công mình. Bắn phát sập tháp canh luôn à? Ngọt như nước cất. Phá bốn cái tháp canh nó rồi tiến lên. Hay quá. Còn cái tháp canh sau nữa bắn nốt. Tiến lên. Có vẻ là nó chơi rất chắc chắn ấy. Nó chơi chắc thế thì mình cũng phải chắc cú thôi. Và có 4 cái tháp canh, phá hết cả 4 rồi xong. Ai chà, đây đây. Advance at speed. The guards watch over us. Commit offenses. Roma invicta. Double time. Đây đây con. Bảo vệ chắc chắn luôn. Phá được lốt cái tháp canh này nữa thì đẹp. Bên kia nữa.
cháy hết cho con. 21% cháy được 6485. Ôi ngọt thế. Bắn bên này. Mày sắp thắp canh rồi. Tiến lên. Tên của mình rồi kệ nó đi. Test Studio vẫn phòng thủ được. Phá lốt thắt cạnh. Ô kìa. Cháy nữa đấy. Cháy 100% là đủ. Nó bị cháy hết nhà cửa là nó cũng mất tinh thần chiến đấu mà. Đấy là 100% rồi. Rồi lã vào đây. Nó sập hết nhà cửa rồi. Ôi ôi, đây gọi là skin đứng và đỡ đòn. The enemy tower is no more than wreckage now. Comet defenses. Quick march. The gods watch over us. Đến lên nào. Bọn mày, ôi nó bắn tên thấm phết đấy. Cháy hết nhà cửa nó rồi mà nó vẫn đứng ở đây à? Studio vẫn đang lên. Cung nó đông nhỉ. Đông. Ai dạ. Đứng và chịu đòn à? Ta đang sử dụng skill đứng và chịu đòn. Sát rồi à? Áp sát rồi, tốt. Ăn luôn. Thử độ dư của nó cho anh. Tuyến 2 đi. Those ranks, ready your shields. Dồi ôi, mưa tên rồi ở đây à? Đúng rồi à?
Áp sát ngay đừng để cho nó đứng xa quá, áp sát vào. Rồi áp sát này, áp sát là đến trên của nó không bắn được nữa. Rồi bắt đầu. Ôi, nó bắn đội này của mình đến đây chịu đòn ác kìa. Tiến lên. Xông thẳng vào. Tiến lên. Tiến lên, đừng để nó bắn. Gì chứ mấy anh này cần phải có đội lực lượng bảo vệ. Nó không ăn được đâu. Nào, tiến lên anh em. Rồi. Bắn vào đây à? Ồ. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Cái binh nó vẫn còn nhiều, mình chưa thể tấn công ngay được. Ồ đấy, dạ. Yeah. Ai già cung thủ nó bắn kìa. Wow. Cựu binh của nó chết hết rồi. Mấy anh long bè của mình à? Ủa, nó cũng hớm phết đấy chứ, chưa đâu. Lên. Chết hết rồi, sợ tứ đâu rồi. Không dễ ăn đâu. Đâu rồi, long be rồi, sao đây. Làm loạn chỗ này cho anh. Đây, tướng nó này. Chém chết tướng nó luôn. Rồi, mấy con ngựa này cứu đội này là giết. Thằng tướng của nó chắc sống được mấy lạ. Tướng của nó dám đánh nhau với long bè. Ái dồi, ái dồi. Giết cho nó cho anh. Phải tiến từng bước một chúng ăn được. Ok. Lúc cần nổi điên thì không nổi điên đâu. We have gained the upper hand. They will plead for us. Noble, Mele warriors. Our general is under attack. Điên chưa? Nổi điên đi. Cái lúc cần nổi điên, cứ nổi điên đi. Nổi điên đi, chém nhau lắm sướng. Mm.
Chưa chết à? Mày chưa chết à? Gửi đồ quỷ đá cho anh. Tòa này còn đông lắm, khử lốt đấy. Lính lính thuê giáo dài. Chuyên thằng sắp nút đấy. Là cả một kỹ thuật đấy, không phải sắt nút đâu. Ngoài cái đội quẩy đá của nó giết được nhiều quân mình phết đấy. Hồi 22% quân cơ mà. Mày chết. Nó còn một cái đạo quân cùi cùi nó chạy đâu đó à. Về thành á. Không được. Quân hồi khá nhiều ấy nhỉ. Quân đoàn này lượt sau là quánh tiếp được. Còn thằng này ngon thì vào ăn tiếp đây. Anh mà mua thêm mấy anh long be này nữa thì mày vỡ mồm luôn. Láo nó quen. Đây rồi, chúng ta sẽ... À đây, xây ở thủ đô trước. Mở khóa tuyển dụng kỵ binh. À, cái đội kỵ binh lém lao. Chắc mình cũng không dùng. Xem mấy thằng long bay này. Bây giờ vẫn chưa chiến tranh. Mấy thằng này Van Dan còn hai tỉnh. Mấy thằng này đi chiến tranh hung nô. Kể mà nó không chiến tranh hung nô thì tốt nhỉ. Ngoài kệ. Chắc phải thành lập một quân đoàn đóng gác ở đây thôi. Chúng nó cũng hết quân rồi. Rút à? À đúng rồi. Ăn không được thì phải rút thôi. Anh tuyển quân đoàn đấy mà có thêm mấy thằng long bè nữa thì mày vỡ mồm. Đấy là mình mới có một đội dìu. Có thêm thằng long bè để nó chém cho thì bọn này. Tộc sinh con. Trước mắt thì mình cứ lâng mấy cái vùng này lên đã. Đây này. Còn một cái vùng này nữa. Vũng thổ mình à. Đây à.
khôi phục cái vùng này đây này. Ready for orders. Vệ sinh cộng 2. Xây cái này để có thêm tuyển được cái lính gậy. Vệ quân không dao động. Hoạch định ra này. Warriors all. Nghèo quá nhờ. Ủa. Sao này vẫn chưa chịu rút quân về nước à? Ô. Move out. Khôi phục nốt cái vô tỉnh này lên đã. Là mình sẽ kiểm soát toàn bộ cái vùng này. Ai hai. Có thể là bắt luôn thằng này nữa làm chi hầu nhỉ. Là ngọt nước ấy. Kiểm soát những cái tỉnh mà nó cái thành lớn thì nó vẫn lợi thế hơn là các bạn kiểm soát ở những cái vùng nó bé. Những cái vùng mà nó cái làng nhỏ thì cái khả năng phòng thủ chúng ta nó cũng vất vả hơn. Những cái thành to thì nó cũng xây được nhiều công trình hơn, nó cũng có tường thành nữa. Đấy. Mình đang lo cái thằng sứ vô nó đang không thân thiện với mình. Kỳ Ibor, kỳ hạn làm việc của Ibor đã hết. Nước khôi phục cái tỉnh này tốn nhiều tiền không? 4.000. Rất nhiều quân quá nhỉ. Cho rồi. Có vẻ ổn đấy. Hình như mình hoàn thành được 3 cái tỉnh cần phải chiếm rồi. Chiến thắng nhỏ. Gần hoàn thành rồi. Nghiên cứu công nghệ. Kiếm tiền được việc cướp bóc 5.000. Hình như mình chưa cướp mấy à. Kiểm soát 30 khu định cư bằng quyền trực tiếp hoặc chư hầu. Đây, mình đã kiểm soát được 3 vùng rồi. Sau đây mua mấy thằng lính Lê Dương La Mã này á. Rồi, đã về thành. Ngắn nhất là này. Ông đệ này. Speak if you must, but know that Roman ears have little liking for foreign. Welcome, I suppose. No, do not sit. That is for us and for friends. You, for now, will stand. Welcome, I suppose. No, do not sit. Speak your terms. Give words plentiful haste. Other business calls this day. Mình hết tiền.
cho lấy tiền để tăng thêm điểm ngoại giao này. Nguy hiểm, có thể nó lại chiến tranh với mình bây giờ thì to. Quân của mình ở dưới này thì phòng thủ được ấy. Ready for battle. Phương dài là sốc kỵ, bọn này là cận kỵ. Ngon rồi. Lên cấp 2 này. Vấn đề vệ sinh của mình à. Tuyển được lính vậy Langkoba. Chứ Vân Thiểu hơi nhiều nhỉ. Xây được thêm công trình mới à? Trung tâm thị trấn. Thiếu mất một cái công trình ở đây này, một cái làng này nên là cái chị A, cái vệ sinh ở cái vùng này nó không tăng lên được. Lương thực thì khá ổn. Thằng này có cả thằng Macedonia. Visigoth, Ostrogoth à? Do thám tí đã. Lá chắn La Mã ở khu vực này. For the tribe. Thirsty for battle. Ready for battle. Ready for further orders. Set up a watch. Chuẩn bị chiến tranh với Alaman. Cần một quân đoàn đóng ở phía Bắc nữa. Cái gì? Định ám sát à?
ám sát cả vợ của thái tử à? Con này láo nhỉ? Láo quá. Có lẽ mình sẽ tiếp tục nâng vào đây để nâng cái đội lính đứng gậy lên cấp nữa. Cấp cái công trình này lên cấp đây à? Chắc phải lâng vào đây trước đã. Không, vệ sinh dịch tễ của mình đang không ổn. Cái thứ hai là phải mua thêm thầy tu. Mua thêm spy. Hành động đánh lạc hướng đối phương. Nông dân. Tốt rồi. Thằng không nô với chiến tranh với thằng này chưa nhỉ? Vẫn chưa chiến tranh à? Thằng này thì không sợ, thằng này chiến tranh với cả hung nô ngu học. Đánh thằng này á? Ăn được không? Đừng đánh nó vội để anh còn tuyển nốt mấy thằng cầm giáo của nó đã. 8.000, kinh tế của chúng ta cũng đang khá mạnh rồi. Mấy thằng Ostrogoth và Visigoth ở dưới này nữa. Hết lương thực à? Nó bị hết lương thực. Phe phái Navarita hình như thằng dợ, thằng đệ của thằng không đủ tiền để nâng cấp à? Phí tuyển dụng thì mình cũng không ngã cần lắm. 10.000 mới có nâng cấp được công trình này. Thanh niên này chuẩn bị sang bên này phòng thủ. Rắn đét luôn. Bắt đầu. Do thám trong quân đội ở nó đâu. Moving unseen. Úi dồi ôi, hung nô tràn ngập. I am a priestess of the old ways. Cho em này sang đây để truyền đạo đã. There is more I could do.
chưa cần. Hết lương thực chết đấy. Tốc độ nghiên cứu 151%. Sao chỗ nào cũng thấy quân hung nô thế này? Xem là hung nô này nó chiến tranh ai nữa mà nó kéo đông thế? Chỗ nào cũng thấy hung nô. Gã gẫm nó chiến tranh với thằng sắc sông thế này. I have called for good wine to ease your throat and ripe women also. Vì nhịp bước không xong được. À, ok. Đã đang suy yếu rồi. Mình vẫn hạng 3, nó hạng 4. Số điểm ngoại giao thấp thế này. Nhiệt huyết. Thirsty for battle. We need good fighters. Fight with us. It's a good life. Nào. Thống đốc à? Tướng nào hết rồi, lực lượng của mình hết người để bổ nhiệm rồi. Yes. Gớm quá, hung nô nó tràn xuống tận đây. Chỗ nào cũng thấy hung nô này, chết dở. À, sắc sông lại cử quân lên để phơ mình à? Phe phái Ilya đã bị hủy diệt à? Thôi nó kiểm soát được cái tỉnh này à? Cũng đủ để mình bắt làm chư hầu được mấy thằng kia cũng được một quãng. Lo cho thanh niên này. Thanh niên này. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. Quá nhiều tiền để gả.
Rèn vũ khí. For the tribe. Ra đây chơi. Ready for orders. Đến đây, tuyển mấy thằng speed đã. Ở đây nữa. Ready for orders. Fight with us. It's a good life. Có đội kỵ binh này được à? Bọn này được lao. Mọi bọn này rẻ hơn. Phòng thủ đã, chúng ta phải phòng thủ, có lực lượng để phòng thủ. Chúng ta vác quân đi mà đánh nhau mà không có quân chết. How can I assist you? I'll just put that there. Nuôi chó à? Vào mà ăn. It is done. Tốt rồi. The shadows are friends. How can I help? Warriors all! Getting on our way! For the tribe! Đầy quân rồi. Sao bọn này nó toàn xây trại đồn trú này, cái quái nào nhỉ? Đông quân vãi trưởng này. What would you have of me? The shadows are friends. Gần như không có quân đồn trú. Warriors all. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.